câu cổ ngữ người ta hay nói là đại phú do thiên, tiểu phú do cọc, còn heo tượng trưng cho cái chuyện tiết kiệm bỏ hủ mà lũ con muốn giàu thì đừng có há gì hết. Ba má dòng họ hai bên là mẫu ngày mẫu già, từ đó là còn hai con không. Trong cũng cả chủ phòng phải nhớ câu đó. Chuyện đó thôi, chúng ta là xin phép thông qua cái lễ đó. Cái lễ thứ hai là cái lễ bây giờ sau đó là lễ công cô, là nhà gái sẽ giới thiệu thành phần để đã dựng rồi. Hôm nay là cái gì? Tối hôm qua là bé Tú đã thư bà ngoại là con lên nhà đúng không nói rồi. Là cái lễ thôi. Vì hôm nay là tập trung đông đủ thì bà các cô các chú ông bà là tặng quà để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Thì đầu tiên nhất là được xin phép là được mời bà ngoại. Có nhiều món chúc quà con để tặng cho hai cháu, cũng còn chúc là hai cháu đầy đủ sức khỏe và trăm năm hạnh phúc. Rồi. Con gì nữa? Tiếp theo xin mời. Muốn quà tặng cho hai cháu. Đeo vô tay. Hôm qua cô ba gửi chúc mừng cho hai con. Rồi. Con cảm ơn ba. Chuyển lời. Thứ hai là quà của bà nội chúc mừng hai cháu. Bà nội năm nay là 72 tuổi là được rồi. Tiếp theo đây là hôm nay là cháu Tú là có ba cô với một chú ở tại Canada, thì giờ không về được thì cũng gửi quà cô các cô chú là gửi quà cho hai vợ chồng con. Và về chính thức là ba của cháu Tú là có chị hai đây và một cô em út ở tỉnh Roleco, vì cô út là có việc nhà là sắp xếp không đi được, nên là hôm nay là tại lâu nay cứ quen gọi là bác Hùng, chứ đúng đó là gọi dượng, bao gồm cho nó con. Bác Hùng với cô hai nói gì là tặng hai cháu quà.
Con mời cô chú. Còn đây là quà của vợ chồng cô Bích, gọi là cô, gửi cho hai cháu. Và đây là quà của anh Hai Cường. À, gia đình tôi có một con trai Cường, mà vì cháu đang ở Sài Gòn không về được, cũng gửi quà cho hai em. Chúc hai em hạnh phúc. Thì tất cả chúng ta là vỗ tay và cái nghi lễ công phu của họ nhà gái đến đây hoàn thành. Thì còn những phần ai có nhu cầu cho tiếp theo thì hai cháu vui vẻ nhận sau. Nếu cháu nói đây không cho mà cho sau ra cứ vui vẻ nhận. Gửi lời cảm ơn bà con cô bác dòng họ hai bên đã bỏ chút ít thời gian để đến đây chung vui với gia đình con xin cảm ơn. Rồi cũng xin phép là thay mặt thay mặt họ đồng thay xin cảm ơn tất cả họ gái đã tiếp đón họ đồng thay cấp tất cả.